Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của em. Em tên Việt, số hotline quen thuộc của em là 0969711141. Xin chào tất cả mọi người. Thì buổi sáng hôm nay em tiếp tục giới thiệu chữ bạn những mẫu xe giá rẻ bên em chị. Đó, quý chữ bạn nào mà lần đầu tiên xem lướt qua video của em hoặc xem kênh của em thì đừng quên like cho em một like chị nhé. Bấm vào nút chuông, nút đăng ký kênh để khi em cập nhật báo giá những mẫu xe của em lên hàng ngày thì anh chị các bạn có thể là nắm bắt một cách chi tiết nhất. Và khi có nhu cầu mua xe hoặc tư vấn về xe thì có thể kết nối Zalo của em, em sẽ tư vấn, gửi hình ảnh và thông tin cho anh chị các bạn. Và hiện tại đầu năm mới thì em cũng đang cần thu mua rất nhiều mẫu xe, một lượng xe khá lớn chị nhé, từ những cái dòng 100 đến 500 triệu quay đầu, xe 4 chỗ, xe bán tải, rồi tất cả những mẫu xe cũ đã qua sử dụng. Thì anh em có nhu cầu bán hoặc mua thì có thể là giới thiệu cho em, để em sẽ khi mua được bán được thì em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị các bạn nhé. Thì quay lại chiếc xe này thì chiếc này sản xuất đời 2017 anh em nhé, 2017, sơn xi màu đỏ, mang biển 35A68446. Thì với mẫu xe này hiện tại em đang chào bán một mức giá cũng rất hợp lý cho quý anh chị các bạn luôn. Một dòng sedan hai đầu, sau tầm khoảng 2 đến 3 năm sử dụng, giá thành thì nó xuống còn có 270 triệu thôi anh chị. Đó, 270 triệu là bên em đã bao gồm phí rút hồ sơ, rồi rút táp là những cái phần sơn, rồi những cái ngoại thất bên ngoài cho anh chị bạn. Thì với mức giá này thì anh em có thể mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ, rất nhanh lấy lợi vốn nha, mình tiết kiệm được khoản tiền khá lớn so với mình mua xe mới, vẫn có xe đi để phục vụ gia đình. Tránh tình trạng chị bạn là vay tiền ngân hàng mua xe thì nó sẽ rớt giá theo thời gian chị. Và xe cổ thì anh em cũng đã biết là nó mua nó sẽ lỗ liền. Và đối với chiếc xe này anh em nếu mà không đi thì bên em có quay đầu và thu mua lại lên chị nhá, bao quay đầu xe luôn, và mức lỗ không có nhiều, cho nên anh em khi mua xe cổ thì hoàn toàn yên tâm. Và bên em có bảo hành km cây số cho chị các bạn đi luôn. Đó, km cây số nhá, bảo hành trên km hoặc bảo hành theo tháng. Rồi xe thì cam kết chị bạn là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đó, khi anh em mua thì có thể tới tận nơi cửa hàng bên em trực tiếp làm việc, có những thắc mắc khiếu nại sau này thì có thể gặp em hoặc gặp nhân viên bên em thì khiếu nại thì rất là dễ dàng nha. Còn đối với anh em mua trôi nổi trên mạng, sau này có những trục trặc khiếu nại về giấy tờ máy móc rồi này kia thì rất là khó gặp người ta chị nhá, nhưng bên em có địa chỉ cụ thể rõ ràng. Rồi về chóa đèn này, những cái chóa đèn anh chị, đó, chóa đèn thì đang còn rất là đẹp, rất là mới nha. Đây, rồi la giăng đúc này, hệ thống phân đĩa hai bánh trước, đó, lốp thì phần lốp này thì em chỉ còn tầm khoảng 40-50% thôi, nó bị mòn luôn anh chị. Đó, sau một thời gian sử dụng thì không tránh khỏi những cái chỗ mòn lốp, vết tiếp xúc rất là nhiều ở mặt đường, rồi những cái vết chày xung quanh thì những vết chày đó bên em sẽ xử lý nha. Và có những chi tiết nào thì bên em có bớt lọc cho anh chị các bạn để về tút táp lại chiếc xe cho đẹp. Và đặc biệt xe này phin nhiệt được chủ trước người ta trang bị luôn rồi. Đây anh em nhé. Thì đối với những chiếc xe mà 5 chỗ dán phin nhiệt thì nó rơi khoảng tầm khoảng 4 đến 5 triệu tùy theo phin anh chị nhé. Và đối với những chiếc xe mà khi mua xe cũ thì chủ trước người ta trang bị luôn rồi thì anh em mua về sẵn dùng, không phải tốn tiền thêm trang bị thêm những cái thứ lặt vặt trên xe anh chị nhé. Và xe này cũng có lên như màn hình cam lùi rồi cam hành trình đầy đủ hết rồi. Đó, lên full đồ chơi luôn. Đó, tiết kiệm được khoản tiền tầm khoảng 15 đến 20 triệu so với mình mua xe mới rồi mình về mình làm hoặc mua xe cũ chưa có anh chị. Đó thì khi mua những chiếc xe này thì anh em tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Đó, trước mắt. Đó, còn về form dáng bên ngoài và bên trong thì cũng còn khá đẹp, không có bị móp méo, bị chảy xước hay là bị đâm đụng gì. Và tình trạng chiếc xe này thì em mới lấy về luôn, em chưa kịp vệ sinh và em quay cho anh chị các bạn tham khảo luôn. Đó, cho nên tình trạng xe như vào thì em quay chi tiết cho anh chị các bạn. Đó. Và khi quay xong thì em sẽ về, em sẽ đánh bóng rồi em vệ sinh một số phần cho nhìn chiếc xe nhìn nó sẽ đẹp hơn chị nhé. Và đầu năm thì xe cũng đang hết rồi thì em tranh thủ quay video cho chị các bạn tham khảo. Rồi với bộ ghế này thì ghế nỉ anh chị nhá, nhưng mà bộ ghế này theo em đánh giá thì nỉ rin nhưng mà nó bị ố màu. Có thể cái này là nếu mà anh em nào mà
Mua thì có thể vệ sinh qua này, hoặc bọc thêm một bộ ghế da nha anh chị nhé, bọc bộ ghế da màu kem thì nhìn rất là sáng xe và đẹp xe. Và những chi phí đó thì bên em có thể hỗ trợ bớt lọc cho anh chị các bạn về để làm một ít nha. Và tất cả những mẫu xe bên em bán ra thì giá thì bên em có niêm yết rồi, niêm yết tại chợ rồi, và chỉ cần bó bớt một ít lọc cho anh chị các bạn để coi như là may mắn mua xe và trang bị thêm một ít trên xe thôi anh chị. Về túp ly anh chị nhé, túp ly thì đang còn cách là mới này đấy, túp ly này không bị chảy xước gì nhiều. Xe thì được trang bị hai túi khí an toàn bên ghế chính và bên ghế phụ anh chị nhé. Được lên màn hình cam lùi đầy đủ nha, màn hình này màn hình Android anh chị nhé. Đối với anh em nào mà không biết khi mà mình ra tiệm mình lên màn hình tầm khoảng 4 triệu mà ít nhất là 4 triệu rưỡi 5 triệu và có chỗ thì 5 triệu rưỡi đó, lên được màn hình Android. Đây những cái ốc bản lề này đang còn nguyên hết này đó, có bám bụi thì bên em có vẻ vệ sinh qua chưa kịp vệ sinh đó. Trên này là màn hình camera hành trình cam lùi đầy đủ hết rồi. Xe trang bị hai túi khí an toàn và hiện tại em đang cho nổ máy xe luôn, máy nóc và nổ còn rất là êm. Với dòng mà này thì về cái phần đăng kiểm chị, đăng kiểm thì đến tháng 10 2021 nhé. Khi mua xe này thì anh em tiết kiệm được khoản tiền đăng kiểm rồi. Đó. Về phần máy móc thì động cơ 1.4, mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì tầm khoảng 7 lít trên 100 cây số chị nhé, đường hỗn hợp. Và với mức tiêu hao này thì cũng không quá nhiều so với một chiếc xe đi gia đình chạy dịch vụ anh chị nhé. Rồi em sẽ đi vào cái phần khoang máy động cơ cho anh chị các bạn tham khảo chi tiết. Đây anh em nhé, động cơ này, động cơ hoạt động máy móc rất là êm ái nha, khoang máy khô không bị xì dầu xì nhớt gì. Và đặc biệt thì nếu mà vệ sinh qua thì nó sẽ nhìn sẽ đẹp bắt mắt hơn. Và chiếc này thì bên em trước khi bán ra thì bên em cũng có vệ sinh khoang máy cho chị bạn đó, cho nó sạch đẹp. Còn đối với anh em mà không biết về kỹ thuật vệ sinh thì tốt nhất không vệ sinh tại nhà nhé, tại vì khi mua xe cũ vệ sinh không biết thì nó sẽ ảnh hưởng đến những mật điện rồi buri rồi cảm biến đó, làm cho máy móc nó nổ không được êm anh chị nhá. Đây nắp capo anh chị, nắp capo thì keo chỉ cũng đang còn nguyên đó, những cái hàng đinh táng này rồi lỗ này đang còn nguyên hết nhá, không có dấu hiệu đâm đụng va quẹt gì. Đây, thân dàn phía trước này đó, thì với mức giá là 270 triệu đồng thì anh em có thể sở hữu ngay một chiếc sedan hai đầu đời cao đời 2017, mua về để phục vụ gia đình che nắng che mưa, chạy dịch vụ hoặc cuộc Grab đó. Sau một thời gian không thích anh chị các bạn có thể nâng cấp lên đời xe thì không có lỗ nhiều nhé, bên em quay bao quay đầu cho anh chị các bạn luôn. Khi bán thì bên em có thể tới tận nơi trực tiếp xem xe và tình trạng xe như thế nào và thu mua lại cho anh chị các bạn đó, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, thì với chiếc xe này thì anh em có thể tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ 965 đường Lê Hồng Phong đó, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh chị, để trực tiếp xem xe, test xe thoải mái. Đó, thì đầu năm mới em cũng kính chúc anh chị các bạn có một năm mới thật an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe đó, có nhiều thành công để mình thực hiện được những ước mơ của mình, mua sắm cho mình những chiếc xe để phục vụ che nắng che mưa anh chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn lại.